sĩ Kim Ngân, một thời vang danh hải ngoại, ngoài 60 thần kinh không ổn định, sống vất vưởng. Nuối tiếc cuộc đời ca sĩ Kim Ngân, từ mỹ nhân đắt sâu nhất hải ngoại những năm 80, xế chiều trở thành người tâm thần lang thang. Kim Ngân, ca sĩ nổi danh hải ngoại một thời. Sinh năm 1963, Kim Ngân được biết đến là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng và được yêu thích đầu những năm 1980. Năm 1975, Kim Ngân theo gia đình tới Mỹ định cư và gặp ca sĩ, nhạc sĩ Trường Hải và được ông nhận làm con nuôi. Ngay lập tức, cô được cha nuôi lăng xê và trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Đương thời, Kim Ngân thường được gọi là hoa hậu vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Ca sĩ Kiều Nga từng nói về nhan sắc của Kim Ngân, đến đàn bà con gái cũng phải mê. Ngoài nhan sắc, Kim Ngân còn có phong cách trình diễn sôi động, lôi cuốn và bốc lửa như một làn gió mới khuấy động làng ca nhạc hải ngoại. Kim Ngân nhanh chóng nổi tiếng và có các xê cao ngất ngưỡng. Thời kỳ Hoàng Kim, theo nhiều người trong giới truyền tai nhau, các phòng trà ở hải ngoại bán hết veo như quảng cáo tranh vàng bạc ngoài cửa, bất kể hôm đó Kim Ngân có biểu diễn hay không. Lần đầu tiên tôi nghe Kim Ngân hát ở vũ trường Majestic, bạn gái tôi tên là Hoa, vì thế tôi nhìn Kim Ngân chằm chằm và cô ấy làm đổ ly rượu xuống bàn ướt và cầm lấy một cách điên cuồng. Còn tôi thì mãi nhìn Kim Ngân trên sân khấu nên không muốn chạy theo. Người đẹp nóng bỏng bất ngờ, nhạc sĩ Trung Nghĩa từng kể. Năm 1983, nhạc sĩ Trường Hải bắt tay sản xuất cuốn băng nhạc Việt đầu tiên mang tên Không, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, giao cho Kim Ngân đảm nhiệm. Và rồi ca khúc này đã trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng hơn, ghi nhiều dấu ấn trong dòng nhạc làn sóng mới. Kim Ngân cũng thu được rất nhiều thành công trên sân khấu. Kim Ngân, hôn nhân tan vỡ khi ở con dốc của sự nghiệp và vết trượt dài. Năm 19 tuổi, Kim Ngân kết hôn với ông Tiến Bắc, em trai nghệ sĩ Thanh Lan, chủ trung tâm ca nhạc Thanh Lan, họ có hai cô con gái là Mai Khanh và Thúy Anh. Khoảng năm 1985, vợ chồng Kim Ngân thành lập trung tâm ghi âm Kim Ngân. Sau đó, họ thành lập một hãng thu âm khác, nổi tiếng hơn, lấy tên cô con gái Út Thúy Anh. Khi đạt được sự nghiệp huy hoàng rực rỡ nhưng đôi khi cũng là sự phù phiếm trong sự nghiệp, Kim Ngân dần rơi vào cuộc sống buông thả. Đồng nghiệp cho rằng cô bắt đầu đi trễ, không đúng giờ trong công việc và không biết chu toàn chuyện tiền bạc, điều này khiến cô dần đánh mất lòng tin. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô bị dính phải nhiều sự kiện tiêu cực, các sân khấu hải ngoại né tránh khiến cô dường như biến mất dần khỏi giới nghệ sĩ và thị trường âm nhạc. Năm 1993, Kim Ngân chia tay chồng khi mới 30 tuổi. Chồng cô là người nhận nuôi các con. Liên tiếp chịu những biến cố của cuộc đời từ đổ vỡ hôn nhân cho đến kinh doanh thua lỗ phải bán cả hãng đĩa mang tên mình khiến Kim Ngân sa vào vết trượt dài, làm bạn và quên mình trong hơi thuốc ảo ảnh. Theo tiết lộ của mẹ nữ ca sĩ Kim Ngân, trong thời điểm bà ở Việt Nam, Kim Ngân đi hát ở vũ trường tại Canada và gặp sự cố chứng kiến cảnh đẫm máu. Chính sự kiện này khiến cô sợ hãi và sốc tinh thần, bệnh tình ngày càng trầm trọng và cô không cho bất kỳ ai tiếp cận kể cả mẹ ruột. Thần kinh và não bộ không thể chịu đựng được những cú sốc khá lớn, cô bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Kim Ngân dần phát điên và không nhớ gì về cuộc đời, sự nghiệp, gia đình của mình. Rồi nữ ca sĩ đầy hào quang một thời trở thành kẻ tâm thần, không nhà cửa, ngày đêm lang thang khắp các nẻo đường ở California để ăn xin. Kim Ngân sống vất vưởng ăn xin tại Mỹ. Kim Ngân năm nay gần 60 tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều. Với chiếc túi đeo trên vai, hàng ngày lang thang trên con phố như một cuộc dạo chơi vô hồn. Vóc dáng gầy gò đen nhẽm, mái tóc bù xù và khuôn mặt nhăn nheo, không ai còn có thể nhận ra được cô ca sĩ quyến rũ ngày nào. Không dừng lại ở đó, cô đôi khi còn chửi bới mọi người vô cớ và tỏ ra hung dữ. Nhiều anh chị em trong nghề rất muốn giúp đỡ Kim Ngân bằng cách đưa cô tới một viện tâm thần hay nhà tình thương nào đó, nhưng cô nhất quyết không chịu, chỉ thích đi lang thang nay đây mai đó. Chính vì vậy, mọi người cũng không biết làm gì khác ngoài việc thi thoảng cho Kim Ngân đồ ăn, thức uống. Năm 2021 đến 2022, danh hài Thúy Nga từng vướng không ít rắc rối liên quan đến tiền bạc khi cư mang Kim Ngân. Sau đó, nữ ca sĩ vang danh một thời được người thân đón về sống cùng. Đến 8 trên 2022,
Trên kênh YouTube cá nhân của danh hài Thúy Nga có đăng tải một clip ghi lại cảnh bất ngờ hội ngộ đàn chị. Xuất hiện trong đoạn clip, Kim Ngân mặc đồ tối màu bên trong, mặc áo khoác da bên ngoài, mái tóc được cắt gọn, nhuộm và uống xoăn. Theo lời kể của Thúy Nga, khi nữ danh hài đang ngồi ăn trưa cùng một người bạn thì chị Kim Ngân đi ngang qua và tới chào hỏi khiến cô không khỏi xúc động. Trong đoạn video, Thúy Nga hỏi han về cuộc sống hiện tại của ca sĩ Kim Ngân. Cô hạnh phúc khi biết đàn chị có nơi chốn đi về và không còn ngủ ngoài đường như trước kia nữa. Thúy Nga không khỏi bất ngờ khi Kim Ngân nhắc tới bé Nguyệt Cát, con gái danh hài Thúy Nga. Đồng thời đàn chị bày tỏ mong muốn được về ở với má hai. Má hai là cách gọi thân thuộc mà ca sĩ Kim Ngân dành cho Thúy Nga. Bà gọi Thúy Nga là má hai và xưng con. Sau khi trò chuyện hỏi thăm sức khỏe, nữ danh hài cũng gửi tặng Kim Ngân một số tiền để chi tiêu và không quên dặn dò, bất cứ khi nào cô muốn gặp thì chỉ cần nhắn mọi người để Thúy Nga đến. Hé lộ bất ngờ về chồng ca sĩ Kim Ngân, đẹp trai, gia thế và có tiếng tăm. Chồng Kim Ngân cũng là người có ăn học tử tế, đàng hoàng lịch sự, có tiếng tăm lắm, vợ nhạc sĩ Trường Hải nói. Thời gian qua, ca sĩ Kim Ngân nổi lên như một hiện tượng. Đa số khán giả đều thương xót cho cuộc đời bi đát của cô. Trong đó, nhiều người trách chồng và mẹ ruột Kim Ngân vì đã bỏ rơi cô. Bị chỉ trích vì làm clip chế diễn viên Kim Ngân, Lê Giang đáp trả khán giả cực gắt nhưng có hợp lý. Trước thông tin này, vợ nhạc sĩ Trường Hải, mẹ đỡ đầu của Kim Ngân, đã lên tiếng chia sẻ tại chương trình The Jimmy TV. Kim Ngân ngày xưa dễ thương và lễ phép lắm, giống như con gái tôi vậy. Gia đình tôi sang Mỹ vào năm 1980, khi Kim Ngân mới 15 tuổi. Kim Ngân cho con gái tôi ở chung phòng với nó. Sinh nhật tôi, Kim Ngân còn đến tận nhà dự và mua hoa tặng tôi. Lúc đó, Kim Ngân còn tỉnh táo. Lúc kết hôn, Kim Ngân tổ chức đám cưới lớn lắm. Chồng Kim Ngân cũng là người có ăn học tử tế, đàng hoàng lịch sự, có tiếng tăm lắm. Nhà chồng Kim Ngân cũng thuộc dạng có địa vị, gia thế, tiền bạc. Mẹ Kim Ngân thấy thế nên mới an tâm rời Mỹ sang Hồng Kông, Việt Nam để làm ăn, buôn bán, chứ không phải tự nhiên mà bỏ đi. Mẹ ruột Kim Ngân là cô Hương cũng bức xúc lên tiếng. Khi tôi nói con tôi, cháu tôi phải đi làm ăn, không có thời giờ đi theo Kim Ngân thì người ta chửi tôi. Họ bảo gia đình tôi không có thời giờ thì tại sao Thúy Nga lại có? Tôi xin giải thích, Thúy Nga làm YouTube, trước Kim Ngân đã đi lo cho các người vô gia cư khác rồi mới tới Kim Ngân. Đó là công việc Thúy Nga đang làm. Bản thân tôi cũng nói với Thúy Nga rằng, con đi theo Kim Ngân thế này thì để cô tới nhà giúp con đưa mẹ con đi chợ, con đi học. Cô tình nguyện làm những gì có thể để giúp con có thời gian đi theo Kim Ngân. Nhưng Thúy Nga nói thôi vì Thúy Nga đã mướn được người lo cho mẹ và con Thúy Nga rồi. Tôi thực sự muốn tới để đền đáp ơn nghĩa và những gì Thúy Nga đã làm cho Kim Ngân, nhưng Thúy Nga không chịu nên tôi mới thôi. Gia đình tôi cũng tìm hiểu về bệnh của Kim Ngân và thấy rằng bệnh tâm thần đó có nhiều loại lắm. Nhiều người thất tình, học nhiều cũng bị tâm thần. Có người bị cưỡng hiếp, nhìn thấy máu nhiều nên sợ quá mà sinh bệnh. Những bệnh này đến giờ vẫn chưa ai chữa được. Bác sĩ nào nói rằng có thể chữa được bệnh thì tôi mời tới chữa cho Kim Ngân. Bệnh của Kim Ngân là kiểu có nhiều nhân cách trong nó, lúc là con nít, lúc là đàn ông, lúc là phụ nữ. Những nhân cách này sinh ra để bảo vệ Kim Ngân khi sống lang thang. Nếu không có những nhân cách đó thì Kim Ngân có thể trầm cảm mà đi đến tự vẫn. Bệnh của Kim Ngân chỉ cần đỡ thôi là tôi mừng lắm rồi và tôi cũng phải chịu nhịn nó lắm để nó không lên cơn. Kim Ngân mà ngủ không đủ là nó dễ nổi giận, chửi bới. Bởi vậy nên sống với Kim Ngân là phải yêu thương, chiều chuộng và nhịn nó dữ lắm, cái này rất khó. Dây thần kinh của Kim Ngân hư rồi, không thể chữa được. Ai bảo chữa được cho Kim Ngân thì hãy giúp gia đình tôi đi.